Hoàng thượng đừng lo lắng, thái tử cần tình yêu. Thái tử chưa biết gì về sức lôi cuốn của một phụ nữ đâu. Có lẽ là ngươi nói đúng rồi, nhưng mà làm sao chọn được một cô gái hợp ý thái tử? Đó không phải là một công việc khó khăn gì, thưa hoàng thượng, hãy để việc đó cho thần. Nói đi, cho ta biết ngươi định làm gì. À, thần thế tổ chức một lễ hội lớn chỉ dành cho các cô gái, các cô gái trẻ. Hãy để các cô gái trong vương quốc so tài, thần chắc chắn sẽ có 2-3 cô gái hợp ý. Thái tử cũng 18 tuổi rồi, lại song toàn nữa. Được rồi, không phải nỗ lực quá đâu. Thật là thú vị khi nhìn thấy rất nhiều cô gái đẹp tụ hội gì đây, phải không Montre? Vâng thưa hoàng thượng, thật không nghĩ rằng vương quốc mình phong phú đến vậy. Con trai của ta sẽ khó khăn trong việc chọn lựa, quá nhiều cô gái sắc nước hương trời. Chúng ta có cần xuống giúp thái tử không thưa hoàng thượng? Cô gái đó thật là tuyệt sắc. Đó là ai vậy? Đó là Yasodhara, con gái của vua Subhadra vĩ đại. Hay quá. Hãy gửi thư càng sớm càng tốt. Ta muốn hỏi xin Subhadra để con trai ta được lấy con gái của ngài. Vâng thưa hoàng thượng, nhưng có rất nhiều hoàng tử gần xa đều mong muốn cầu hôn công chúa Yasodhara. Vậy sao? Thế Subhadra nói gì? Nhà vua nói rằng nếu thái tử chiến thắng trong cuộc so tài thì ngài sẽ đồng ý cho cưới và giao cả vương quốc cho thái tử đó thưa hoàng thượng. Siddhartha sẽ làm được. Đây là cuộc thi bắn cung. Người tranh tài sẽ lựa chọn cự ly họ muốn. Đặt mục tiêu của ta ở cự ly 6. Đặt mục tiêu của ta ở cự ly 8. Đặt mục tiêu của ta ở cự ly 10. Ngươi có nghe thấy không? Hơn hẳn những 2 cự ly so với Devadatta. Ê, lâu rồi tôi không nhìn thấy cái cung đó. Từ khi tôi còn bé ở nhà, phải cần một cánh tay rất chắc khỏe mới lên dây được đó. Hey!
Hoàng hô, hoàng hô con trai của ta. Tiếp theo là cuộc thi kim. Người tế tài sẽ phải chặt 3 khúc cây chỉ với 1 nhát kim. Hãy cẩn thận, khúc cây thứ hai to gấp đôi khúc cây thứ nhất. Khúc cây thứ ba to hơn khúc cây thứ hai. Cuộc thi bắt đầu. Người tiếp theo có thể thử sức. Phụ hoàng cho gọi con. Phải con của ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Có điều gì khiến phụ hoàng phải bận tâm vậy? Con nghe này Yasodhara, trong hoàng cung này không ai được phép nói về sự chết chóc hoặc tuổi già, buồn rầu, đau đớn, bệnh tật hoặc là những gì không được vui. Ta muốn con luôn luôn được hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Con có hiểu không? Tại sao vậy, thưa phụ hoàng? Chẳng lẽ người cho rằng chúng con không hạnh phúc? Không, không phải như vậy. Đó chỉ là cách ta nuôi dạy thái tử, và ta luôn mong muốn thái tử được hạnh phúc. Nhưng thưa phụ hoàng, xin hãy chỉ dạy cho con tại sao chồng con chỉ nên biết đến một mặt của cuộc sống. Thái tử con ta có một vấn đề nhỏ, bởi vì nó thường hay buồn rầu và nó cảm thấy phiền lòng với tất cả những chuyện dù là rất nhỏ. Vậy phụ hoàng khuyên con phải làm gì, thưa phụ hoàng? Con hãy làm cho thái tử thật hạnh phúc, Yasodhara, luôn luôn khiến thái tử vui vẻ. Hãy giữ thái tử trong ngục tù của tình yêu, nơi mà tình yêu là quảng giáo và là ánh sáng soi đường. Tạ ơn phụ vương, nhưng không có ngục tù nào có thể giam giữ được những suy nghĩ của con. Có chuyện gì thế, thưa điện hạ? Điều gì làm người sợ hãi chăng? Không, ta không sao hết. Chắc thái tử gặp ác mộng. Thiếp đã để ý điều này từ lâu. Điện hạ có vẻ không vui về một điều gì đó. Điện hạ luôn có vẻ phải bận tâm. Có phải là do thần thiếp, hoặc là có điều gì đó liên quan đến thần thiếp? Không, không phải là nàng, mà là ta
có điều gì đó trong ta. Cho dù là điều gì thì xin chàng cứ chia sẻ với thiếp. Ta yêu nàng, ta yêu nàng rất nhiều. Hãy tin ta, thi thoảng ta có những giấc mơ như thế này. Những giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ như thế nào ạ? Không, không có gì. Nàng đừng bận tâm. Thi thoảng thiếp nhìn chàng, chàng trông giống như... Yashwara, hãy lắng nghe. Nàng có nghe thấy không? Nghe thấy điều gì? Bài hát. Bài hát của các vị tiên. Không, thiếp không nghe thấy gì hết. Nhưng ta nghe thấy âm nhạc thật là thánh thiện. Nàng có nghe thấy không? Nàng có nghe thấy không? Không, thưa điện hạ, thiếp không nghe thấy gì hết. Chắc chắn là ta nghe thấy, đúng, thật to và rõ ràng. Đó chính là nguyên nhân, ta biết đó chính là nguyên nhân. Chitra, Chitra. Vâng, thưa thái tử Siddhartha. Hãy nói cho ta biết, có gì sau cánh cửa kia? Đó là kinh thành của người, thưa thái tử. Nhà cửa, chợ búa, sông hồ, đường xá, đền đài, vườn tược, cánh đồng. Và còn gì nữa? Và khu rừng, rồi tiếp nữa là vương quốc của vua Bimbisara. Và tiếp nữa là gì? Là thế giới với hàng vạn người, thưa thái tử. Hãy nói cho ta biết. Chết ra, tại sao ta chả bao giờ được nhìn thấy những điều đó? Tại sao ta chả bao giờ đi ra ngoài cánh đồng kia? Vì đó là lệnh của hoàng thượng, thưa thái tử. Vậy sao? Ta muốn nhìn thấy mọi thứ. Ta muốn nhìn thấy mọi vật sau những bức tường thành cao vót kia. Hãy truyền lệnh là ta muốn đi du ngoạn. Hãy nói cho anh Đà chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng cho ta vào trưa mai. Ta muốn nhìn thấy mọi vật sau cánh đồng đóng kín kia. Vậy là thời điểm đó cũng phải tới. Ta cứ nghĩ rằng sẽ muộn hơn. Thôi được rồi, hãy đối diện với nó. Hãy để thái tử ra ngoài và nhìn thế giới. Hãy thể hiện sự hạnh phúc ở khắp nơi đời. Ta muốn con trai của ta chỉ nhìn thấy những điều tốt lành thôi. Thái tử sẽ du ngoạn kinh thành hôm nay. Không đâu được phép có những cảnh tượng xấu xa. Những kẻ bù lùa, tàn tật phải ở trong nhà. Ta nhắc lại, những kẻ bù lùa, tàn tật và những người già yếu phải bị khóa ở trong nhà và phải yên lặng. Đây là lệnh của đức vua và phải tuân theo cho đến khi màn đêm buông xuống. Thật là khó khăn khi đánh bạo đi ra khỏi kinh thành lần đầu tiên. Đây là thành phố của người, thưa thái tử. Thành phố yêu quý người, trước cả khi người nhìn thấy nó. Thành phố đã sẵn sàng chào đón người rồi. Xin chào, cảm ơn, xin chào. Thật là tuyệt vời. Ta yêu quý họ và họ cũng yêu quý ta. Hãy nói cho ta biết, Chana, ta đã làm gì khiến họ thật hạnh phúc? Họ vui là vì thái tử đã đi thăm họ. Thật tuyệt vời. Người dân trông rất phấn khởi và vui vẻ. Ta mừng là ta đã mang đến niềm vui cho họ.
Họ rất hạnh phúc. Ta muốn du ngoạn nữa. Thái tử vạn tuế. Thái tử vạn tuế. Tên kia. Dừng lại. Dừng lại. Đó là ai? Đó là một ông già thái tử à? Ông ta sắp chết rồi. Sắp chết có nghĩa là gì? Chết là một sự tự nhiên. Vậy những ai trông giống thế này, khổ sở thế này, là người sắp chết đó. Thưa dân, bởi vì về già thì ai cũng sẽ như vậy cả. Ta cũng sẽ như thế này khi ta về già sao? Khi nào ta sẽ chết? Ta có chết không? Trả lời ta. Khi về già, ta trông có giống thế này rồi chết không? Có. Người... Người có chắc chắn là ta cũng sẽ phải chết không? What kind of life is this which you see as eternal bliss? Oh, we're just a blind man bitten by life's deceptive kiss. Everything is just an illusion. Oh, prince, how fatal can be your delusion? Thái tử có vui khi ở bên thần thiếp không? Thần thiếp đã không tạo được sự thoải mái mà thái tử cần à. Nàng ơi, hạnh phúc và sự thoải mái chỉ là ảo giác. Chúng ta không thể dựa vào những điều này, bởi vì đến lúc nào đó nó sẽ tan biến. Thời gian sẽ lấy đi tất cả. Niềm đam mê của ta hay vẻ đẹp của nàng, thời gian sẽ cướp đi hết tất cả. Ta đã nhìn thấy những điều này ngày hôm nay. Những điều ta thấy vẫn khiến ta phiền muộn. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là như vậy mà, thưa thái tử. Chúng ta không thể thay đổi được. Ta biết, nhưng nó vẫn khiến ta phiền muộn. Và ta nghĩ rằng nó sẽ khiến ta mất ngủ. Và vua Suddhodana có một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ dự báo về tương lai con trai của ngài. Mở cửa ra, ta muốn đi ra ngoài ngay bây giờ. Xin điện hạ thứ lỗi cho, kẻ hạ thần không dám. Tại sao? Đó là lệnh của hoàng thượng.
Hạ thần được lệnh không được để thái tử đi ra ngoài kinh thành bất kỳ lúc nào. Là vậy à? Ta có thể gặp hoàng thượng được không? Điều này phụ dân cũng cấm sao? Phụ dương, xin hãy trả lời cho con biết, tại sao con lại không được phép đi vào kinh thành chứ? Vì nó tốt cho con thôi, con trai của ta. Con là người rất nhạy cảm, và con suy nghĩ quá nhiều. Với lại con nhìn thấy kinh thành rồi mà, có phải như vậy không? Vâng, con thấy rồi. Và mọi thứ dường như đã có sự sắp xếp của phụ dương, chẳng có điều gì là bình thường cả. Mọi thứ đã được sắp đặt, thưa phụ dương, cho nên trong ai cũng hạnh phúc và cười nói. Nói cười thì có làm sao? Có gì sai trái khi hạnh phúc chứ? Không sao, nếu như điều đó là tự nhiên, đừng cố gắng dựng nên một thế giới hạnh phúc cho con. Thưa phụ dương, nếu người muốn con cai trị mảnh đất này, người phải cho con thấy sự thật. Con muốn biết về dân chúng, cảm xúc của họ, cuộc sống thường nhật, những ước mơ, những khó khăn, nỗi sợ hãi, buồn rầu và niềm hy vọng của họ. Ta nghĩ là con nói đúng đó. Có lẽ ta đã quá cẩn trọng, có lẽ ta đã quá bao bọc con. Thôi được rồi con trai, từ bây giờ con có thể đi bất kỳ đâu mà con muốn, làm bất kỳ điều gì mà con thích. Chanh à, trông ta thế nào? Người có nghĩ là mọi người sẽ nhận ra khi ta tản bộ trên phố hay không? Không đâu, thưa thái tử. Tốt, thế thì đi thôi. Thái tử, nhìn kìa, thật là đẹp. Đừng, thái tử ơi, ông ta đau ốm bệnh tật, đừng có động vào người của ông ta, thái tử. Đừng. Ông già, vì sao lại khóc vậy? Ông ta làm sao thế? Chanh à, sao ông ấy lại kêu khóc? Đừng động vào ông ta, thái tử à. Thái tử có thể sẽ bị lây bệnh dịch đó. Lây bệnh dịch? Tức là sao, Chanh à? Có rất nhiều người như ông già này sao? Người tật bệnh, dân. Thái tử à, đó là một phần của cuộc sống này đó mà. Bất kỳ ở đâu, phụ nữ, trẻ em, đến một lúc nào đó sẽ bị bệnh như là cảm cúm, đau bụng, ngứa ngáy, các loại bệnh tật. Chẳng có ai là không bệnh tật cả. Thế bệnh này bộc phát hay là có cách nào biết sớm hơn hay không? Không, chỉ khi nó phát ra thôi. Nó đến bất ngờ như là một con rắn, rồi nó bộc phát nhanh như là một tia sáng vậy, thưa thái tử. Chanh à, thế rồi điều gì sẽ xảy ra với những người bệnh tật? Bệnh tật sẽ làm cho cơ thể họ yếu dần đi, và rồi họ sẽ chết. Họ sẽ chết, thối rữa, rồi biến mất khỏi thế giới này. Chết? Hãy nói cho ta biết, Chanh à, ta rồi cũng sẽ ốm yếu và chết sao? Thần rất buồn rầu khi phải nói rằng đúng như vậy. Thái tử rồi cũng sẽ ốm yếu, và rồi cũng sẽ chết. Thái tử và mọi người đều như vậy cả, không ai trốn thoát khỏi sự chết được. Đó có phải là lý do tại sao con người luôn sợ hãi không? Vâng, thưa thái tử. Vậy là không một ai đang sống hôm nay có thể nói chắc chắn rằng ngày mai mình vẫn sống.
Vâng, không ai có thể nói như vậy. Tất cả mọi người rồi sẽ chết. Ta hiểu rồi. Vâng, thưa Thế Tử, người nào may mắn thì sống lâu hơn và không có bệnh tật. Nhưng rồi họ cũng phải già và phải chết. Những người khác thì chết sớm hơn, ốm đau, khổ sở. Sao thế này? Chân à, sao ông ta không cử động nữa? Ông ấy chết rồi, sự đau đớn đã kết thúc. Sao cơ? Ông ấy chết rồi. Ôi, thế giới khổ đau này bị kẹt trong sự sống và cái chết. Ta cứ nghĩ rằng cuộc sống là mãi mãi, là vĩnh hằng. Không, không may mắn như vậy đâu, thưa Thế Tử. Con người cần thức tỉnh khỏi những ảo tưởng. Trên thế gian này, có mỗi sự chết là điều chắc chắn. Con người cần sự cứu giúp. Cha nà, họ, ta, ngươi, tất cả chúng ta cần sự cứu giúp. Tại sao lại chỉ là chúng ta? Có khi các vua trời cũng cần sự cứu giúp. Thế Tử nói các vua trời hả? Họ tạo nên thế giới mà. Chà nà, ta không nghĩ là các vua trời tạo nên thế giới này và im lặng trước nỗi khổ đau. Nếu các vua trời quyền lực đến thế, các ngài sẽ ngăn chặn mọi sự bất hạnh, đau khổ và cái chết. Nhưng các ngài không làm thế. Thái tử, Thái tử, Thái tử, hạ thần mang tin vui. Thái tử đã có con trai. Ôi, tin vui quá, thật là tuyệt vời. Thần sẽ có một Siddhartha bé nhỏ để mà cùng chơi. Chẳng có gì tuyệt vời về điều này cả, chà nà. Đây là một mối quan hệ mới để trói buộc ta thật chặt. Vậy thì hãy đặt tên nó là Rahula. Rahula có nghĩa là con rắn, hoặc là một sợi dây. Hả? Sợi dây để kéo ta trở về. What kind of life is this which you see as eternal bliss? Oh, very just a blind man bitten by life's deceptive kiss. Everything is just an illusion. Oh.